Cái chân trái kỳ diệu của Kevin De Bruyne trong chiến thắng tưng bừng của Man City trước Wolverhampton tại trận đấu bù vòng 33 Premier League, Kevin De Bruyne sắm vai chủ đạo với một cú poker. Trong số đó, 3 bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Bỉ được thể hiện bằng chân trái. Chân thuận của tôi là chân phải, nhưng tôi cũng không sợ sút bằng chân trái đâu. Nó có thể gây ra rắc rối cho đối thủ đấy. De Bruyne đã chia sẻ sau trận như vậy. Cái chân trái mạnh mẽ của De Bruyne không phải tự nhiên mà có. Nó đến từ việc anh chú trọng rèn luyện xử lý cả hai chân. Và có lẽ cũng bắt nguồn từ khi anh còn rất nhỏ. Khi còn nhỏ, cậu bé De Bruyne khi đó luôn làm bạn với trái bóng ở bất cứ đâu. Và mỗi lúc ở trong vườn nhà thì luôn bị cha yêu cầu phải chơi bóng bằng chân trái. Vì ông lo sợ cậu con trai sẽ sút vỡ những chậu cây của mình nếu cứ sử dụng chân phải. Thực tế chứng minh Kevin De Bruyne đã đúng khi nghe theo lời cha. Kevin De Bruyne sau này nhớ lại, nếu bóng ở chân trái, bạn hãy thử sút chúng, đôi khi nó thành công hoặc không. Đôi khi nó có thể ăn vào má ngoài hoặc lòng trong, nhưng nó sẽ giúp bạn có thể làm được nhiều thứ khác nhau. Và tôi thì không sợ phải dứt điểm bằng chân trái. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.